Trong khi cả nước kêu gọi tiết kiệm điện thì một số doanh nghiệp ở Quảng Ngãi bị phạt vì sử dụng ít điện. Đây là tiền phạt vi phạm hợp đồng đã ký kết với Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Sáng 30 tháng 7, ông Nguyễn Anh Tâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Trường Thịnh cho biết doanh nghiệp chỉ cần sử dụng ít điện trong tháng là bị phạt vi phạm hợp đồng. Thời gian qua điện thiếu, nhiều nơi phải lên lịch cúp điện luân phiên để đảm bảo an toàn và phân bổ nguồn điện cung ứng. Vậy mà công ty của tôi bị phạt vì sử dụng ít điện. Chẳng khác nào Quảng Ngãi đi ngược chủ trương chung. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Trường Thịnh hoạt động chế biến hải sản nên phụ thuộc vào lượng hải sản mà ngư dân đánh bắt được. Thời gian qua ngư dân ra khơi gặp khó, không đánh bắt được nhiều, hàng không nhập nhiều, việc tiêu thụ điện cũng hạn chế. Cũng theo ông Tâm, mấy năm qua kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải tìm đủ mọi cách để sống sót. Công ty ông cũng không nằm ngoài cuộc khó khăn. Nhiều năm làm khách hàng của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, mỗi năm đóng khoảng 5 tỷ đồng tiền mua điện sản xuất. Nếu tính tổng trong năm thì công ty tiêu thụ lượng điện vượt hợp đồng ký kết. Chủ doanh nghiệp này cũng cho rằng trong thời điểm cả nước kêu gọi tiết kiệm điện, công ty sử dụng ít điện là đáng hoan nghênh thay vì xử phạt. Trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết việc phạt và buộc khách hàng bồi thường hợp đồng là đúng quy định của ngành điện. Các doanh nghiệp cũng ký cam kết điều khoản trong hợp đồng trước khi điện lực bỏ chi phí đầu tư trạm biến áp. Để nói rõ hơn và lắng nghe, chia sẻ với doanh nghiệp sử dụng điện, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi hẹn phóng viên làm việc vào sáng mai 31 tháng 7.